cũng 5 lít rồi, vừa ăn vừa Tết là 5 lít rồi. Các bạn ơi nhìn này, nhìn bà của mình này, nó tự muối tự làm mắm luôn nha. Thơm cực kỳ luôn, mắm chất lượng này. Mắm cá cơm đấy, nguyên chất luôn. Này, nó cho nguyên chất này, bạn nào có đặt mua không? Chứ tôi đừng nói đặt mua, nó mua thì không bán đâu. Thì con quảng cáo rồi mà. Toàn ăn với biếu thôi. Toàn ăn với biếu không ấy các bạn, chất lượng cực kỳ luôn ấy, thơm lắm. Ăn mắm này nó ngon lắm, xem bà làm nha, xem bà. Hôm nay mới gọi là mắm. Bà Yến cũng kêu chắc con phải làm, thấy mẹ làm cũng thích. Mẹ ăn thích mà, nhà con ngày xưa ba mẹ con nhớ ba mẹ con toàn làm, tự làm mắm để ấy. Đây này, nhìn cái màu này. Ui, trời ơi, nhìn mắm. Màu mẹ. Của mắm này các bạn, nói mà với liệu màu dạ. Như mật ong phải không? Dạ, như mật ong này các bạn ơi. Mình ngửi á, cái mùi nó thơm cực luôn. Này, cái cơm mà nó thơm ngon luôn đấy, mình ngửi thấy mà. Các bạn không biết là mắm tự làm nó ngon cỡ nào rồi đấy. Đây là video đặc biệt nha. Chỉ có mắm nhà làm thế nhà, thế là quay cho các bạn xem. Ông với anh là đi lấy cái đó, lấy được dây bạc không? Trời ơi. À. Đó. Rồi sáng thì lúc tụi con đi thì hẹn con là 4 giờ thì con nghĩ là 4 giờ xong rồi. Dạ. Dạ. Dạ dạ vâng. Thì con bảo hai bà cháu ở nhà và chắc là hai người lại đi ra biển uống cà phê hay đi đâu rồi, chưa thấy về. À, càng phơi nhiều càng thơm mà. Này mắm đó các bạn nha, nó cứ đi đi chảy như thế kìa. Trên kia là cá 35 kg cá, 10 kg muối ra được gần 20 lít hả? À đó, các bạn nghe rõ không? Được ra ra được 20 lít là lít nón lít nước mắm. 35 kg cá cơm, 10 kg muối. Màu nước mắm màu như là màu cho ngồi ở đây mới thấy này, để chơi. Bây giờ nó cũng ra được nhiều rồi, mắm nó chảy nhiều rồi nhưng bây giờ nó rất là ít này, nó không thấy nó nhỏ giọt xuống đây. Ồ, không ít, được ít ở dưới các bạn. Đấy mà ra mà nguyên mắm nhí không, còn mai mốt là mình phải mua, một là nấu nước muối mà hai là mua mắm thường ấy. Dạ. Mắm cái loại thừa dở để mình đổ vào để làm. À, làm mắm thứ hai, dở dạ đúng rồi. Hả? Đấy, mắm này. Mắm của bà tự làm ấy. Ừ, thơm ngon cực luôn đấy. Ăn cái này mình ăn không cái cơm ngon dẻo.